Dạ, một nữa xin thay mặt cho ca sĩ Việt Vinh chân thành cảm ơn các chương trình của tất cả quý vị đã dành cho Việt Vinh. Và trước khi được diễn kịch bản được mang tên Vũ Tiến Báo Xô Cồ, dạ xin mời quý tế cũng như các sự toàn thể anh chị em nghệ sĩ đoàn của các chùa cổ Việt Nam thay mặt cho nghệ sĩ Bạch Lan, nghệ sĩ Kim Phượng, nghệ sĩ Bình Tinh và nghệ sĩ Kim Nhân xin thay mặt cho tất cả anh chị em toàn thể đoàn của các chùa cổ Việt Nam cũng lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả các anh em phục vụ vào những đêm về cúng lễ kỳ phục vụ của anh chị em. Và xin hẳn cảm ơn đã hết sức nhiệt tình kiểm trợ cho chúng tôi biểu diễn thành công chất lượng trong ngày chiếc hiện nay. Cho nên nhớ thay mặt cho ban tổ chức cầu chúc tất cả nước đồng hội tất tài tất độc tất hình an và làm ăn phát tài. Kịch bản Ngũ Biến Báo Xô Cồ đoàn cá nhân tuần cổ của chúng tôi xin chân thành kính chào quý vị khán giả, ông các sự và quý vị đồng hội. Lời chúc tốt đẹp lời chào chân thương và trân trọng nhất. Xin cảm ơn anh này cũng là số của tôi sớm bỗng đầu chúng tôi nhưng mà bây giờ cái kịch bản được mang tên Ngũ Biến Báo Xô Cồ để trong những ngày tới rồi chúng tôi sẽ gặp bạn và sống lại các cách bộ câu như sau. Thiết kế của một chiến đấu như sau gia tỷ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye.
Thank you.
gặp tôn điệp na na nhau đúng ngài đi trước rồi nối gót theo sau mời nhất anh Thank you.
Điều kiện ấy như thế nào? Ngày điều kiện thứ nhất của tôi là hai nước giao tranh, tướng sĩ của tôi chết rất nhiều. Vì thế cho nên tôi muốn ngài phải bồi thường chiến tranh, ngài trả lại tôi những tướng. Những cái nào đó điều kiện thứ nhất? Điều kiện thứ nhất của ngài là bắt tôi phải bồi thường sổ tội chiến tranh. Phải không? Tức là nước cười. Hai nước giao tranh tất nhiên phải có kẻ sống và kẻ chết. Nước ngày yếu thì nước ngày chết nhiều, nước tôi mạnh thì chết ít. Nè, nếu ngài muốn bồi thường sổ tội chiến tranh cũng được. Điều kiện thứ nhất nó bắt bằng lòng chấp nhận. Còn điều kiện thứ hai, điều kiện thứ hai là hàng năm chúng tôi tam nhật tiểu tấn, bất nhật đại tấn, là vàng bạc của chúng tôi đã cạn hết rồi. Vì thế cho nên tôi muốn ngài nên trả lại những số vàng tôi tấn qua chỗ đó. Một, hãy bồi sổ để mười đất chia đây một mình ở sáu đó nè. Trời ơi, nước này ta người gì đúng không? Nghe tôi nói đi nè. Nước ngài tiểu quốc, nước tôi là đại bang, nên nước ngài phải tam niên tự công dục cũng tiên đại phúc cho nước tôi. Bây giờ ngài bắt tôi phải bồi thường lại cho ngài một thành mười, còn giao cái ngài đó cho ngài một có chịu hay không? Thôi được, điều kiện thứ hai tôi bằng lòng chấp thuận. Còn điều kiện thứ ba? Điều kiện thứ ba cũng dễ thôi. Bấy lâu nay ngài xưng người là đại quốc, bây giờ quyền ngài hạ chờ làm tiểu quốc để cho nước tôi lên làm đại quốc. Ê, đại thời là phận tiểu quốc bốn bồ tôn viên quốc di siêu cường quốc nước cường. Nè, nghe tôi hỏi đây. Sao? Đại quốc chí như gì vậy ngài? Đại quốc chí phụ mẫu. Còn tiểu quốc tử tôn thì đó. Có khi nào cha mẹ không làm con cái mà con cái lại làm cha mẹ không hả ngài? Con này khác rồi ngài. Con làm cho ông cha ngài. Thôi, ba điều gì ngài cần chấp nhận ta. Nhưng thế nào? Ngài chỉ cho tôi một điều kiện. Một điều kiện? 100 điều cũng được biểu hạ trời làm tiểu quốc được rồi. Nè, ngài về bảo với chúa một ngày sống hai cái một án. Hai một cái bằng vàng. Vàng nha. Là chúa ngài đội. Một cái bằng bạc. Để làm gì? Chính ngài đội. Để gì? Đánh gì? Tam bộ hành nhất phái. Lại từ phiên quốc sang tận tống bang. Mỗi từng thông với một. Dân tôi bằng lòng thì tôi sẽ bằng lòng. Bằng không, chúa ngài là ngài. Phải đặt em, đúng được ngài. Thank you.
Người này cũng không hay, không có làm cái gì cả. Tại vì lại chỉ là một sa phu thôi nè. Sa phu, sa phu, sa phu thế này. Cái kim còn có lỗ, còn cỏ còn có tên. Không lẽ sa phu không có tên, không có tuổi gì sao này? Ngài thật sự, ngài thật sự muốn biết tên người này à? Biết. Không biết. Nơi tốn chào là Phò Mã, danh xưng Lâm Đại Cang Thánh Tự. Thấy à? Thank you.
đi rồi. Được. Nguyễn Sĩ. Nguyễn Sĩ. Nguyễn Sĩ. Nguyễn. Bỏ chúng ta đi. Dạ. Về rồi. Sao? Tụi bạn cứ nói là cái gì? Đuổi theo. Bắt theo. Thank you.
tôi nhét thuốc vô rồi lấy nước nha. Thank you.
Cho lòng ta
chị tôi. Chứ là công chúa làm sao có thể ra ngoài thành chứ được. Phải rồi đó em. Chị à, chị hãy giúp em gặp cho một đủ giúp cho Long Di, để cháu có một mình cầu. Em đừng có nghĩ dài như vậy nha. Em hãy nhớ em còn con nhỏ. Chị vào chị dỗ cháu, em sẽ vào ăn miệng nhớ thôi. Chị, em sẽ vào ăn.
ơi. Nói ra tao đâu cậu ông nói rồi ông cứ bài giọng trời đất ơi. Đây nè, nói cho mấy ông nghe nè ha, hôm nay hoàng thượng ra lệnh cải cách giá sẵn sàng cho từ nào công chúa cao lắm anh đến đây mình mời về triều nội chứ không có cho bỏ đi. Dạ 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 tao kéo tao nó teo rồi ta. Trời ơi, nói ông mình có mình canh trường cương đó nghiêm túc đàng hoàng, không cho người nào lạ vô đây. Ờ, hồi nãy giờ có hai anh em mình mà có bốn thằng ở đâu hết trơn anh. Bây giờ tôi nói nghe nè ha, bây giờ mình giao kết đàng hoàng đi. Dạ. Bây giờ tôi giao canh một á, ông canh tôi ngủ em chịu đó đó. Canh hai thằng quỷ kia tôi ngủ nó canh được. Ông này sòng phẳng nữa. Rồi canh ba đó, ông canh tôi ngủ được luôn. Rồi canh tư á, tôi ngủ thằng kia canh à. Rồi canh năm á, ba đứa canh rồi thức tới sáng luôn. Tôi ngủ canh nào? Ôi quá rồi. Ơi, mày ngủ canh nào hả? Phú quý. Tôi ngủ canh nào? Ở vậy thôi mày ngủ một giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn đi. Cái canh nào luôn? Trời ơi, mồ hôi. Giỏi ra. Ơi, mày dính gì vậy? Người ta dính gì dính là mồ hôi mày. Một đĩa hả? Đây nè, lắm ăn nghe nè. Bây giờ nó làm canh ở đây là khuya rồi, phải không? Nó còn cái ông có cái gì vui thì nó ăn theo bài ra đây đi. Thế rồi mà canh giờ, mấy anh em chồng canh đi không? Cái hàng này nhiều chuyện nhất nè. Ờ. Hàng này nè. Ờ, bây giờ mấy ông á, mấy ông có gì vui, mấy ông nói đi. Mấy ông không nói. Ờ. Thế là quán không vậy? Ờ, nói đi. Nói đi. Nói đi. Mày nằm nói với mày nói đi. Nói đi. Nói đi. Nè, 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 nè. Có cái ông mà bích cái mỏ ông đó. Thì tại sao anh muốn nói, anh kêu quẩn đó tôi nè. Bớt nói, không ai nói mày cầm. Đố ba ông, nghe cho kỹ. Một người đàn ông, một nàng con gái, xa lạ không biết. Người con gái bước lên gặp người đàn ông, nói cái gì đó, tôi không biết. À, nếu biết là chết liền. Rồi. Người đàn ông lôi người con gái vô phòng. Hả? Lôi vô phòng. Không, không, không có nói bậy nha, không có nói bậy nha. Nếu không sàng sở. Chưa có hết nổi. Đè xuống. Ê. Má nhìn không ra. Chưa. Đè xuống. Nghe chưa. Chút ra. Người con gái là ai? Chạy máu rồi. Cái gì? Trời ơi. Trời ơi. Chỉ là tiếp kinh người ta nó còn nữa. Kinh. Kinh bà chỗ mày. Kinh gì? Đâu rồi. Tao ơi. Hả? Tao nói cái gì? Tao hỏi mày là cái gì? Kinh gì? Nè, nè, ở đây là anh cài nha. Ông đố được thì ông giải được nha. Chào bạn mày. Ông nói, ông đố được mà ông giải được là coi như ông ở đây luôn nha. Được, được. Vậy mà tao nói được mà. Quang quân nhốt cậu ông luôn á. Dạ, cảm ơn. Em chị, đồ, đầu óc ăn không é hỏa nậu. Xin lỗi anh à. Mày biết nó là cái gì không? Là cái gì, nói cho đúng nha. Cái răng mà mày ăn nổi. Tại sao có răng mày nói đi. Giải thích nha. Sao tao nhìn ra là cái răng. Mày là giống... Gì? Giống gì? À, tôi nói nghe không? Cái răng là như thế này. Người con gái lại nó nhỏ, nhưng răng quá. Nhưng quá nó nhỏ. Ông kia là ông chủ răng, liền vô đè xuống. Cương cái kẹt vô như cái bát. Đúng không? Chạy máu. À, chạy máu rồi. Tại sao mày không nói nhổ răng? Mày nói gì? Mày làm gì? Mày ủa, tao đố mà. À, tao đố mà. Rồi, bây giờ ai nói đi rồi. Ai nói đi. Bà, nói còn quên ông, quên bà. À, đó đi. Okay. Tao nói mày. À, rồi, nói đi. Bụng chứ. Ông ngồi bụng giùm mày. Tôi nhìn nó bụng giùm mày, nhìn nghĩ của bạn. Đây, à, hàm mai chứ mày. Bạn nhìn nghĩ chứ. À, đây không phải là lông mi môi không? Vậy? Lông mi môi. Lông mi môi đó. Hào tổng siêu. Mày nói đi. Bây giờ mày đố rồi, tao đố mày. Đố à? Anh đố không? Rồi, đố đi. Tao đố mày công tư. Cứ thể đầu người ta, đầu mình, người ta chiếm cái gì nặng nhất? Cái mỏ mày nặng nhất. Mỏ mày khôi nặng nhất. Nặng. Nhìn kỹ quá. Mỏ mày nặng nhất. Anh trả lời được không? Thôi, tôi chịu thua. Bây giờ mày thua cho tuổi. Đã thua rồi. Trong cơ thể của người ta, đầu mình, người ta chiếm cái gì nặng nhất không? Cái gì nặng? Bụng nhọn. Sao rồi, nặng nhất.
mặn nhất đâu mà. Thôi tôi chút xíu mà. Nằm đi nằm. Hả? Thôi thôi. Mày có vui mày mẹ không biết. Cái gì vui? Ê, nó lập lẽ hơn cái gì lập lẽ gì chạy cái gì. Vui quá tụi bay ơi, vui quá tụi bay ơi. Em có ý kiến
lộn ra là tôi chết cả nhà cậu luôn. Cốc cũng này ăn bị chết nghe. Hồi chiều mới mưa giờ giông gió ầm ầm ở cốc ở đâu mà có nè. Có mình bị bói, mình chơi trò chơi. À. Mình bắt cóc tủ tủ. Hay là coi tưởng mình có cốc không? Có, bây giờ mình nghe nè. Bây giờ nè, cốc cái này tôi giao nước nha. Cốc thì thịt nhạt con ăn. Còn da đưa cho bà này anh. Cùng gan đôn đi. Cái cô này á, là cổ ăn thịt.
vàng từ Nam Bắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu đặt chân đến nơi này. Hạ đây lại, ta đây thuộc bếp. Quan Tài ơi, lão ở trên núi làm về chút củi, đi xuống thành bắt củi mưu sinh, rồi khi đi về mắt sợ sợ không có thấy được. Khuya tối qua mới đi chậm vậy, lão xin cứu nghe. Đừng lại, nghe ta hỏi. Này ông lão kia, giờ từ đâu đến đây? Mà nói lại ta nghe, mặt trong ta không chung gì. Cô còn hãy nói đầu ngôi, vô ở đâu mới đến nơi. Thank you.
nè, bây giờ không phải là chốn triều ca, mà đây ta giá dạng năm trang để đi đây đi đó tìm thú vui săn bắn. Nè nên cẩn thôn, kể giờ phút này em phải gọi ta là cậu. Là cậu? Có mang tội không? Sao mỗi lần mang tội? Vậy là em không mang tội phải không? Mà cậu, cậu thấy em giả gì giống trai không? Giống, này giá đầu mẹ mới.